Xin chào mọi người, chào mừng quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi với mình trong phần tìm hiểu về phần hàm chỉnh sinh ngữ trên Flutter tiếp theo. Thì mọi người sẽ khám phá mình trong buổi hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào nhé. Ok, thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đây nha, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp trong phần chỉnh sửa. Đó là phần Instagram post, một số loại khu hoặc là Facebook cover. Ok chưa? Hoặc là Pinterest post, Facebook post, mobile, roll papers. Đó. Đây nha, rất là nhiều loại khung khác nhau cho chúng ta. Tiếp theo là phần rotate leaves, phần xoay sang phải này, trái, ok chưa? Nha. Sang trái này. Cái gì ạ? Lật. Đây chúng ta sẽ lật này. Được chưa? Trái, phải. Đó. Sẽ là một phần khá là ok. Tiếp theo nha. Xoay này. Đó. Ok không mọi người?
ta sẽ cùng xem cần điều chỉnh đây. Được chưa? Phần tiếp theo, phần thứ hai nha. Tiếp nha. Thằng xuống này, tăng lên này. Ok chưa? Đó. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh. Phần nữa này. Tăng. Thấy chưa? Đó. Buổi hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu những phần chủ đề tiếp theo nha.